cho đến khi người đàn ông tháo mặt nạ lộ ra khuôn mặt. Các quan lại mới nhận ra, vị đại tướng quân uy trấn bát phương thực ra là nữ giả nam. Hoa Triều cô thật là to gan. Một người phụ nữ lại dám giả trai lẻn lên chiến trường, cô coi chiến tranh là trò đùa sao? Đúng như lời đại tướng nói, nếu để Ngũ Kỳ thập vực biết được, đại hạ dùng phụ nữ làm tướng, chắc chắn sẽ cười bể bụng. Cô dám đùa giỡn với hoàng thượng, phải chịu tội gì bây giờ? Hoa Triều thay cha nhập ngũ, xông pha trận mạc bảo vệ gia đình và đất nước, tấm lòng son sắt. Hơn nữa, từ xưa anh hùng không hỏi xuất thân, phải chăng người phụ nữ không thể tung hoành trên chiến trường sao? Lời nói chân thành của người phụ nữ khiến công chúa ngưỡng mộ. Cầu xin hoàng đế tha thứ cho người phụ nữ, nhưng cô đã giúp phục hưng quân đội đại hạ, làm sao không thể coi là bù đắp công lao. Nhưng một kẻ gian thần bên cạnh lại tuyên bố rằng đây là tội lừa dối vua, cần phải được trừng phạt nghiêm khắc để giữ thể diện của quốc gia. Những người đàn ông tuyệt vời cao ngạo, thế mà lại sợ một người phụ nữ đi xa hơn, đứng cao hơn. Tô Nhất Bạch có ý kiến gì cao? Mặc dù có công, nhưng không phải không có lỗi. Hoa Triều luôn đeo mặt nạ trước mặt mọi người. Mọi người không biết danh tính của cô ấy. Tại sao không? Ẩn mình và giữ mình, rút lui một cách dũng cảm. Lúc này cô gái cũng tự nguyện giao quyền chỉ huy quân đội. Lời này vừa ra, trong lòng hoàng thượng cũng không còn lo lắng gì về cô gái nữa. Liền ban thưởng cho cô gái trở về quê hương. Bệ hạ phán. Tướng quân Hoa Triều. Đánh bại quân địch phương Bắc, bảo vệ Trung Hoa, nâng cao uy tín quốc gia, công trạng vĩnh cửu. Đặc biệt phong cho cô ấy làm hầu tước, có đất đai hàng nghìn hộ, cho phép cô ấy gỡ giáp trở về quê hương. Cha mẹ của cô gái ở bên kia được tin rằng đại quân đã trở về nhà, nhưng vẫn không nhận được tin tức gì từ cô gái. Hôn phu của cô gái được nhà vua chọn làm võ tướng, đã cử người đi tìm tung tích của cô gái. Những người trong làng cũng khen cô gái đã tìm được một gia đình tốt để gả vào. Sau khi hai người kết hôn, cặp vợ chồng già sẽ có cuộc sống tốt đẹp và hưởng thái bình. Kinh Mặc là một đứa trẻ tốt, cuộc hôn nhân này là chúng tôi đã leo cao. Sau lễ hội hoa, chúng tôi cũng cần phải phục vụ tốt. Hôn phu của cô gái đã đến tìm, người mẹ lo lắng cho con gái vội vàng hỏi thăm về tình hình của con gái mình. Nhưng không ngờ rằng vệ sĩ của người đàn ông lại trực tiếp chế nhạo, nói rằng một cô gái giả trai để nhập ngũ có thể đã chết. Sau đó liền ra lệnh cho người đặt xuống một chiếc hòm quà lớn. Cha của cô gái thấy vậy liền bảo anh ta lấy lại, nói rằng bao nhiêu năm qua đã coi anh ta như con trai ruột, không cần có nhiều lễ nghi như vậy. Không ngờ câu nói tiếp theo của người đàn ông khiến ông ta đứng hình. Cái này là để đền bù cho các người một chút bồi thường, phải. Tôi muốn cùng Hoa Triều hủy hôn. Người cha không thể tin được vội vã đòi công bằng cho con gái. Tuy nhiên gã đàn ông tồi tệ kia lại nói rằng hắn sẽ không quên ân cứu mạng. Nhưng giờ đây hắn là võ trạng nguyên được hoàng thượng chỉ định. Các vệ sĩ còn nói điều điên rồ, lăng mạ cô gái giả trai ở quân đội suốt hàng chục năm. Làm sao có thể đảm bảo được sự trong trắng? Có lẽ đã là một bông hoa tàn. Thấy con gái bị người khác sỉ nhục như vậy, người cha tức giận tiến lên đòi công bằng nhưng bị đẩy ra. Vệ sĩ ngang ngược nói rằng gia đình họ đã không còn ai. Ông già đó cũng không có ai ủng hộ. Con gái tôi trung thành và hiếu thảo vô song, là một cô giá kỳ lạ của thời đại, không hề thua kém bất kỳ người đàn ông nào. Ha ha. Chỉ ở vùng núi thôn quê, không xứng đáng mang giày cho Hoa Lăng tiểu thư. Hoa Lăng tiểu thư là ai? Hoa Lăng tiểu thư là em gái của đại tướng quân Trấn Uy. Hoa Chiêu. Muốn gả cô ấy cho tôi làm vợ. Cậu. Phản bội, bỏ rơi, người nào thế? Hóa ra là trèo cao rồi. Vì danh tiếng của con gái mình, người mẹ của cô gái cầu xin kẻ tệ bạc, nhưng lại bị hắn lạnh lùng đẩy ra. May mắn là cô gái kịp thời đến giúp mẹ. Chào ơi. Mẹ, con không hiếu thuận, con trở về muộn. Mau dậy nào con yêu. Con cuối cùng cũng trở về. Chúng ta đã nghĩ rằng con không hiếu thuận, khiến bố mẹ lo lắng. Hoa Triều, là ngươi đã lừa mẹ ta. Là ta thì sao? Đồ đàn bà thô tục và quê mùa. Thân thủ thật lợi hại. Cô về đúng lúc lắm, ký vào giấy ly hôn đi. Tôi đã nghe hết rồi, anh muốn ly hôn với tôi là để cưới em gái của đại tướng quân Trấn Uy. Hoa Lăng phải không? Phải, được đại tướng quân yêu ái, nguyện ý gả đại tiểu thư Hoa cho ta. Từ nhỏ tôi làm tiểu thư, chỉ thích luyện võ, người đời đều nói tôi không phải là cô gái hiền lành. Chỉ có anh, thà trái lệnh cha mẹ,
cũng muốn cưới tôi từng nghĩ anh phong độ trầm tĩnh, không để bụng chuyện vặt, là anh xứng đáng để phó thác, không ngờ, anh cũng giống như người khác. Trước kia tôi đã nhìn ngắn, không biết người ngoài còn người, trời ngoài còn trời, Hoa tiểu thư, hiền lành, đức hạnh, lại có một người anh, nắm giữ quyền binh trong tay, chỉ có loại phụ nữ như vậy, mới xứng đáng với tôi, lần này tôi trở về. Ban đầu là để chờ đợi đám cưới của anh. Thật đáng tiếc, điều này không trách được tôi, không có một người đàn ông nào, nhìn thấy quyền lực mà không mê muội. Hoa tiểu thư đã nhờ anh trai, xin cho tôi vị trí võ quân, còn cô có thể mang lại gì cho tôi, cô chỉ mang lại cho tôi sự ô nhục. Tôi đã đi quân đội 10 năm, chưa từng nghe nói đại tướng quân Hoa Triệu, còn có một cô em gái, ngốc nghếch và dốt nát, cô Hoa được nuôi trong cung điện, cô có thể hiểu được điều gì, đó là, phục vụ trong quân đội 10 năm là một điều xấu hổ đến thế. Cô còn dám nói ra, các người nghĩ sao, tôi một vị vương giả trong võ lâm, không lấy một người đàn bà đanh đá, liệu rằng, tôi sẽ lấy một người đàn bà không ra gì. Đứa trẻ kia, ông, nói hay lắm. Nói hay lắm. Hoa Lăng tiêu thư. Hoa Lăng, em tới đây làm gì? Ta lo cho anh, bị những kẻ tầm thường này quấy rối mãi không thôi. Cô chính là vợ cũ của Kinh Mặc, người đã giả trai nhập ngũ, đúng, chính là cô ấy, luôn lẽo đẽo theo chủ nhân của tôi. Nhất quyết đòi cưới chủ nhân của tôi làm chồng. Người mộng mơ. Ngươi là một người không biết giữ đạo phụ nữ, làm sao xứng đáng với võ trạng nguyên được hoàng thượng sắc phong chứ? Ngươi là... Ta là em gái ruột của đại tướng quân Trấn Nguy, em gái ruột, sắp trở thành vợ của Tần Kinh Mặc. Ca ca, khi nào huynh trở về vậy? Ca ca. Sau này nếu gặp khó khăn, hãy cầm miếng ngọc bội này đến tìm ta. Nói vậy, ngươi chính là em gái của Hoa Chiêu, to gan, dám gọi thẳng tên của huynh trưởng ta, còn không mau quỳ xuống, dập đầu tạ lỗi với đại tiểu thư đi, bảo ta quỳ xuống, chỉ sợ cô ta không chịu nổi, láo xược. Dù ngươi là em gái của đại tướng quân, cũng không thể ỷ thế hiếp người chứ, các ngươi dám động vào Hoa Chiêu thử xem. Thử thì thử. Ngươi tên là Hoa Chiêu. Một kẻ quê mùa thô tục, làm sao có thể cùng tên với huynh trưởng của ta, ngươi đổi tên đi, ngươi quá đáng lắm rồi. Còn có vương pháp hay không đây, vương pháp? Huynh trưởng của ta là Trấn Nguy Hầu được hoàng thượng sắc phong. Trấn Nguy Hầu, tẩu tẩu tương lai, là em ruột duy nhất của hoàng thượng, trường công chúa Vị Ương, quần thần gặp huynh trưởng của ta, đều phải cúi đầu hành lễ, thân vương gặp huynh trưởng của ta, đều phải nhường ba phần, vương pháp ở đây. Hoa gia ta chính là vương pháp. Một em gái của đại tướng quân Trấn Nguy Hầu thật là tốt. Hoa Lăng, ngươi có còn nhớ, vị tướng anh hùng đã chết vì nước, Hoa Hồng Sương. Ta không biết Hoa Hồng Sương là ai, anh trai của ta, là đại tướng quân Trấn Nguy Hoa Chiêu, vô ơn bội nghĩa, quên nguồn cội, không xứng đáng với cốt cách kiêu hãnh của anh trai ngươi. Câm miệng, dám nói với tiểu thư Hoa Lăng như vậy, ngươi không muốn sống nữa sao? Ta biết, ngươi ghen ghét Hoa Lăng cao quý hơn ngươi, nên lời nói thiếu tôn trọng, có người sinh ra đã là Phượng Hoàng, chứ không phải gà rừng như ngươi, có thể đánh giá sai lầm. Tần Kinh Mặc, ta từng nghĩ, ngươi chỉ là kẻ nịnh bợ, không ngờ, lại là một kẻ ngu ngốc không biết nhìn người, đúng vậy. Tôi đã không nhìn ra. Ban đầu tôi đã định hôn với người phụ nữ điên này. Giờ tôi đã tỉnh ngộ, tìm được một tương lai tốt đẹp. Cũng tìm được một mối lương duyên tốt. Kinh Mặc nói không sai, nếu còn chút liêm sỉ, hãy ký tên lên tờ đơn ly hôn ngay lập tức, nếu không, ta sẽ để anh trai ta, đưa cả nhà các người vào ngục, có vẻ, ta không thể không ký tờ đơn này, ta không thể không ký. Hãy mang đến. Ngươi thật biết điều. Ta sẽ đồng ý với mọi điều kiện mà ngươi đề ra. Ta sẽ đồng ý. Ngươi đang làm gì? Ly hôn thì được, nhưng chưa đến lượt ngươi.
hành vi không chính trực. Hoa Triều, ngươi dám sỉ nhục ta như thế này, ngươi không muốn, vậy theo nguyên tắc đến trước đi sau, ngươi phải xưng hô ta là chị, gọi ta một tiếng chị, ngươi. Kinh Mặc, ba ngày sau, là lễ kỷ niệm tôi đạt danh hiệu võ sĩ, cũng là đám cưới của ta và Hoa Lăng. Lúc đó, ta sẽ cho ngươi cơ hội để mở mang tầm mắt. Đúng, vào lúc đó anh trai tôi cũng sẽ đến chúc mừng tôi. Trong một sự kiện lớn như thế, nếu một số người bỏ lỡ, có lẽ họ sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy nữa. Ngươi, các người, một sự kiện lớn như thế, ta không đi, chẳng phải tiếc cả đời sao? Hoa Triệu chắc chắn sẽ đến. Tốt lắm, ngươi đến lúc đó đừng có bỏ trốn ngay trước trận chiến nhé, chúng ta đi. Cha mẹ, con không hiếu thảo, để cho các người chịu nhục nhã lớn như vậy, tội chết cũng không đủ. Mau đứng lên. Không trách con. Con ta là đứa trẻ tốt nhất, hiếu thảo nhất. Tất cả là lỗi của cha, đương nhiên là lỗi của ông, nếu không phải ông đã nuôi nấng con trai ông thành người dũng mãnh, làm sao hắn lại bỏ đi quân đội 10 năm không về. Và người này, Tần Kinh Mặc, cũng là người chọn làm chồng cho nàng, kết quả, lại là người vong ơn bội nghĩa, kẻ bạc tình. Toàn bộ là lỗi của ta, ban đầu ta đã chọn con trai nhà lão Vũ ở cửa làng, cậu ta có khuôn mặt đẹp, đôi môi đỏ và răng trắng. Mày thanh mắt sáng, con trai ta chắc chắn có thể giữ được, nhưng người ta lại là người quý tộc lang thang dân gian có con cái, trở về triều đình này, chúng ta làm sao có thể với tới được? Chúng ta cũng không thể. Cha mẹ ơi! Con đói rồi, con gái con thích ăn bánh cuốn nhất, tôi sẽ làm ngay, nhanh lên, nhanh lên. Bà cô ơi, cái súng này làm từ chất liệu gì vậy? Sao nặng thế? Để tôi làm. Con trai tôi thật sự dũng cảm. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Mọi thứ đã chuẩn bị xong, xin cô yên tâm, tốt lắm. Người kia là Hoa Triệu, cảm thấy đã từng gặp ở đâu đó. Chỉ là một người dân làng mà thôi, cô không cần để ý, chuẩn bị trước. Nói với vệ nhị, nếu người kia Hoa Triệu dám đến xem lễ, cứ để cho cô ta có đi mà không có về. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, phong Tần Kinh Mặc làm kim khoa võ trạng nguyên. Khâm Thử, thần tạ chủ long ân. Tân lang, nhận chỉ đi. Chúc mừng, hôm nay là ngày vui của ta, công công nhất định phải ở lại, uống thêm vài chén mới được. Đương nhiên rồi, ban đầu cứ nghĩ rằng, chúng ta có diễm phúc tham dự lễ cưới của ngươi và đại tướng quân. Thôi được, ngươi có thể cưới em gái của đại tướng quân làm vợ, cũng là duyên phận của ngươi đấy. Hôm nay đại tướng quân cũng sẽ đến, công công nhất định phải ở lại, uống thêm vài chén nữa mới được. Đại tướng quân sẽ đến, vậy gia đình chúng ta phải uống say không nghỉ mới được. Đúng đúng đúng, mời qua đây. Chúc mừng, chúc mừng. Chào mừng, chào mừng, thật là một đội ngũ hoành tráng, con trai nhà chúng ta vừa đạt được vị trí võ quán quân. Bây giờ lại sắp cưới em gái của đại tướng quân, thật là oai phong, đại tướng quân. Xin mời đại tướng quân vào trong. Tốt lắm, đại tướng quân đến rồi. Dân thường xin chào đại tướng quân. Hôm nay, em gái tôi vui mừng lớn, không cần phải giữ lễ. Đến ngày hôm nay vẫn còn mặc trang phục nam, đại tướng quân thật là tâm huyết. Đây chính là đại tướng quân, quả nhiên uy phong lẫm liệt, xứng đáng là đại tướng quân, uy nghiêm như rồng đi bộ như hổ, khí chất phi phàm. Ở nơi này thật là làm uổng công đại tướng quân. Lúc chúng ta khởi hành, phượng loan của công chúa lớn cũng đã sẵn sàng xuất phát. Ngày mai tướng quân có thể trở lại doanh trại, công chúa lớn đã đến. Theo lịch trình, hôm nay sẽ đến. Đại tướng quân, công chúa lớn đến dự lễ. Tần gia thật vinh hạnh. Tình cảm sâu đậm giữa đại tướng quân và công chúa lớn. Hài hòa như sáo và đàn, thật đáng ngưỡng mộ,
cái gì là tình cảm sâu đậm, hài hòa như sáo và đàn. Thực ra đại tướng quân là, cô dâu đã đến đây. Tốt lắm, tốt lắm. Đây là em gái của đại tướng quân. Sao lại không giống đại tướng quân chút nào? Rất tốt. Lễ thành hôn. Hoa triệu. Đại tướng quân. Hoa triệu. Đại tướng quân. Vậy hắn là ai? Hỏa hầu quân Hoa triệu, tham kiến đại tướng quân. Ngươi đến làm gì? Đến theo lời mời của Trạng Nguyên Võ để dự lễ. Tiếp tục, rốt cuộc là chuyện gì đây? Hoa triệu, hôm nay là ngày đại hỷ của con trai ta, ngươi đừng làm loạn. Chuyện từ hôn không thể trách chúng ta, ngươi cải trang thành nam giới lén vào quân doanh, một con dâu như vậy, chúng ta không thể nhận, ta vốn dĩ còn muốn giữ chút mặt mũi cho ngươi, ngươi cải trang thành nam giới lén vào quân doanh suốt 10 năm. Lần này có thể sống sót, chắc hẳn ngươi đã làm việc dưới nhiều người lắm rồi, không biết đã cùng bao nhiêu người. Ngươi lại không thấy hổ thẹn, ngược lại còn lấy đó làm vinh dự. Theo tổ huấn, ta đáng lẽ đã phải dìm chết ngươi từ lâu, còn chỗ cho ngươi phô trương như thế này sao? Đúng vậy, loại đàn bà tàn tạ này ai mà thèm, loại đàn bà không giữ đạo phụ nữ như vậy, phải dìm vào lồng heo. Các ngươi dám sao? Công công xin bớt giận. Hoa triều, ngươi không đi ngay thì chỉ còn đường chết, không còn mạng mà về đâu. Thôi thì uống cho đã, không nói tới. Ta với ngươi suýt thành tỉ muội, chỉ dựa vào tình nghĩa, đồng môn với huynh trưởng ngươi, cũng phải đến uống rượu mừng, nói bậy bạ, đại tướng quân thân phận cao quý thế nào. Sao có thể đồng môn với ngươi được, người đàn bà này thật là điên, cút, cút ra ngoài. Ngươi là thứ gì chứ, cũng dám tự xưng là có quan hệ với anh trai ta. Ngươi còn dám nói bậy nữa, có tin ta cho người, nhổ lưỡi ngươi ra không, còn không mau cút, cút cút cút. To gan. Các ngươi đáng tội chết. Đây. Tướng quân, công công, cô ta chỉ là một người phụ nữ điên. Ngài ngàn vạn lần đừng nổi giận. Đúng vậy công công, ngài ngàn vạn lần đừng để bụng. Ta có nói sai không? Chúng ta cùng năm đinh dậu, vào doanh trại bếp. Dù không cùng một trại, cũng xem như là đồng đội chứ. Không được xúc phạm đại tướng quân. Ôi, phát đạt rồi không nhận người quen nữa. Đại tướng quân cũng không ngoại lệ. Ngươi, ngươi đâu? Bắt người phụ nữ điên này lại cho ta. Vâng. Can đảm lắm, tôi xem ai dám. Công công yên tâm, tôi sẽ khiến cô ta phải trả giá. Có người giết người. Nổi giận mất khôn, không cần phải giết người. Chỉ là một tên hạ nhân mà thôi. Tôi muốn giết thì giết. Ai có thể làm gì ta? Bùa hộ mệnh của tướng quân, đúng vậy. Tiểu Lan. Nhanh đi báo với quan đại bản doanh, có người muốn hãm hại đại tướng quân, nhanh chóng bắt giữ thủ phạm, tóp vâng. Nhanh chóng đóng cửa lại, đừng để con đàn bà ti tiện này chạy mất. Lò mổ ở núi Pen Long, đại hôn của Hạ Vũ tướng quân, bọn cướp núi Pen Long. Làm sao bây giờ, người Tây Nhung? Cách mà Vân Thành này được bảo vệ thế nào vậy? Nghe nói võ sĩ đệ nhất có hôn lễ lớn, ta đây đã chuẩn bị một món quà nhỏ. Không biết võ sĩ có hài lòng không? Kẻ giết người đó, hôm nay là ngày vui của con trai tôi, ngươi dám mang quan tài đến, rõ ràng là ngươi đang nguyền rủa con trai ta. Kẻ cướp núi nhỏ bé, đừng có ngông cuồng, dám phá hỏng hôn lễ của ta. Ngày mai ta sẽ san bằng cứ điểm của ngươi. Các ngươi lần trước kia, vị tướng tấn công cứ điểm, giờ đầu ông ta vẫn treo trước cổng bọn ta, vẫn còn tươi đó, ngươi có muốn đi xem trước không? Thiếu gia, họ bề ngoài là cướp núi, thực chất là một lực lượng bảo vệ của Tây Nhung, những người Tây Nhung này tàn nhẫn và độc ác, không điều gì họ không làm, cho đến nỗi ngay cả người đứng đầu thành cũng phải khúm núm cung kính tiếp đãi, chúng ta không đắc tội được, giờ phải làm sao đây? Hôm nay là ngày cưới của ta. Ta tạm thời tha cho ngươi, còn không mau rời đi. Kẻ hèn, làm sao có thể rời đi được? Ta đến đây để cướp cô dâu. Ta đến đây để cướp cô dâu, phụ nữ trung nguyên mịn màng, đầy đặn, em gái của đại tướng. Không biết có vị gì,
Càn rỡ, kẻ to gan, dám nói lời vô lễ với vợ ta, ta sẽ khiến ngươi phải chết. Mau cút đi, đừng nóng vội, tiểu tử. Phong tục người Tây Nhung, cướp cô dâu, nếu ngươi thắng ta, thì tất cả tài sản của tôi, kể cả mạng sống của ta, trân trọng dâng lên, chúc hạnh phúc ngày cưới ngươi, nhưng nếu ngươi thua ta, thì mọi thứ của ngươi, kể cả vợ ngươi, ta sẽ thu vào túi, cái quan tài này sẽ là nơi an nghỉ của ngươi. Con ơi, đây đâu phải là thi đấu, rõ ràng là đánh cược mạng sống, không thể chấp nhận lời thách đấu. Kinh Mặc không cần để ý đến hắn, đợi quan thủ hộ tới rồi hãy tính, sao không dám nhận thách đấu. Đây là người đại hạ chọn, nhà vô địch võ thuật mới, một kẻ nhát gan, sợ hãi trước chiến đấu, là lỗi của hoàng đế đại hạ, hay là bằng chứng người Trung Nguyên, đều là những kẻ hèn nhát, là một lũ chuột. Thật là gan lớn, dám xúc phạm hoàng đế, chẳng lẽ đại hạ không còn ai sao, đường đường là võ trạng nguyên, không đánh lại một tên man di, đánh với hắn đi. Bọn man di thật quá đáng. Lấy thương đến đây. To gan, với cái thân hình nhỏ bé này, ta cho ngươi ba chiêu. Xem thương đây. Ba chiêu đã qua. Võ trạng nguyên này là thế nào, rốt cuộc có được không? Kinh Mặc. Chiêu trò hoa mỹ. Như ngươi thế này, cũng có thể làm võ trạng nguyên, các ngươi quân sĩ đại hạ. Đều có trình độ như vậy, vậy chúng ta dẫm nát đại hạ. Thống trị Trung Nguyên là chuyện sớm muộn. Thả huynh ấy ra, thả, đã ra tay. Thì phải chịu thua, Kinh Mặc, con trai. Cuối cùng cũng ra tay, ta còn tưởng đại tướng quân, sẽ chỉ đứng nhìn kịch. Chúng ta còn có đại tướng quân là thần chiến tranh của đại hạ, với ngài ấy ở đây, chúng ta không sợ bất kỳ kẻ nào, đúng đúng. Một người với ngàn người không ai cản nổi, nghe tiếng thần chiến tranh đại tướng quân, hôm nay, ta sẽ cho các ngươi cơ hội nữa, chỉ cần đại tướng quân đánh bại ta, ta sẽ tha cho thằng khốn này. Anh trai ta bị thương chưa lành, bây giờ so tài, không phải lợi dụng người yếu ớt sao? Đại tướng quân đang bị thương. Vậy ta không ép buộc nữa, mạng sống của võ trạng nguyên, ta lấy, sau này. Ta là em rể thần chiến tranh đại hạ, ha ha. Đại tướng quân, tôi chỉ có một đứa con trai thôi, tôi xin ngài. Hãy cứu lấy con trai tôi, dù cho vì em gái của ngài, ngài cũng nên ra tay. Đại tướng quân, hôm nay anh trai ta cưới vợ, hãy thổi lên đi. Vương giả không nên trách ta. Là do vợ ngươi. Vì anh trai của vợ ngươi, bỏ rơi ngươi. Hoa Lăng cứu huynh, chậm đã. Hoa Lăng nhờ anh trai giúp đỡ, cứu mạng chồng muội. Hoa Lăng nhờ huynh giúp đỡ, cứu mạng chồng muội. Được, được. Kinh Mặc. Mong rằng vệ nhất, sống sót đến khi quan thủ hộ đến, nếu không thì công cốc, từ lâu đã nghe đại tướng quân, một nước đi rồng bay phá càn khôn. Đơn thân độc mã ở biên giới. Hãy để đồ lỗ chỉ giáo. Không ổn, đại tướng quân sắp thua rồi. Đại tướng quân, dùng thương chẳng khác gì cành củi. Không bằng một phần mười nhị đệ ta. Cái mà các người gọi là công vô bất khắc, vô địch chiến thần. Thật không thể chịu nổi một đòn. Danh tiếng chiến thần này. Chỉ là thổi phồng thôi sao? Chỉ là thổi phồng thôi sao? Anh trai ta bị trọng thương, sao có thể là đối thủ của ngươi? Các người thật là quá đáng, chẳng lẽ các người không sợ? Khi anh trai ta hồi phục, sẽ dẫn binh bình định Tây Nhung sao? Hoa Lăng nói đúng, tốt nhất là dừng lại, đừng để đến, bước diệt quốc vong triều. Diệt quốc vong triều. Trước đây đối với đại tướng quân, ta còn nhiều điều kiêng dè, nay nhìn lại, chẳng qua chỉ là một con tôm. Tướng sĩ nghe lệnh, bắt sống đại tướng quân, tàn sát phủ Trạng Nguyên, để chúng ta đông tiến nhập quan, đạp bằng Trung Nguyên, làm lễ tế cờ. Các ngươi định làm gì? Thả con ta ra. Cảm ơn đã cứu con ta. Ngươi là ai, là người muốn lấy mạng ngươi?
ngươi là ai, là người muốn lấy mạng ngươi? Tiểu nương tử thật lớn gan, ngươi có biết không, kẻ dám nói với ta như vậy, kết cục ra sao không, ngươi nói ta nghe xem. Kẻ đó bị ta mổ bụng xẻ gan, lột gân róc xương, treo lên trên cổng thành, bị phơi nắng thành khô quắt. Cô nương xinh đẹp này, ta sẽ giữ lại toàn thây. Có cô ấy câu giờ. Chúng ta đợi được quan thủ hộ tới, nếu có thể mượn tay bọn Man Di, trừ khử Hoa Triều, thì đúng là nhất cử lưỡng tiện. Nói xong rồi chứ, nói xong rồi, vậy thì bắt đầu thôi, xem kiếm. Cô độc nơi sa mạc, cơn mưa lạnh lẽo, thương pháp thật lợi hại. Đại ca, hay là chúng ta rút lui đi, danh sư đại tướng không lao vào nguy hiểm. Thiên binh vạn mã tránh né bạch bào. Ngươi chính là đại hạ, đại tướng quân Trấn Nguy. Đại tướng quân Trấn Nguy là nữ nhân. Thật sự là nữ nhân, thật khó tin, không thể nào. Hoa Triều là một phụ nữ, sao có thể là tướng quân Trấn Uy, đại tướng quân đang ở đây? Không thể nào, điều này không thể, không ngờ đến, chiến thần của đại hạ, lại là một người phụ nữ, thật khiến người ta cười chết. Tiểu tử, ngôn từ và hành động của ngươi, không giống cướp thông thường, cho ngươi một cơ hội nữa, hãy báo tên lại một lần nữa, tướng lĩnh đổ lỗ kẻ tàn sát, lần này tới đại hạ làm sứ giả, đến đây để đàm phán với đại hạ, ngươi dám giết ta, ngươi nói câu này lần trước. Tên là Gia Luật Hồng Tề, là một hoàng tử của Đồ Lỗ, bị ta đâm thủng tim. Ngươi, xin đại tướng quân bỏ qua, xin tha mạng cho anh trai tôi, Hoa Triều, ám sát sứ thần của nước khác, là tội đáng bị xử tử. Tất cả mọi người có mặt, sẽ bị chôn cùng với cô không nên hành động thiếu suy nghĩ. Đúng vậy, nếu không khéo, có thể bị tru di tam tộc. Anh trai, anh. Hãy trân trọng cơ hội hòa đàm này, nếu không, hai nước sẽ xung đột, quân đội đại hạ không chấp nhận hòa đàm, chỉ có chiến đấu đến cùng. Đại ca! Ngươi đợi đấy! Như cây gậy, Hoa Triều. Hoa Lăng đến đây với mục đích gì? Đồ mặt nữ tồi, dám mạo danh anh trai ta, đâm trọng thương sứ thần, cô thật là gan lớn. Đứng không đổi tên, đi không đổi họ, cần gì phải giả mạo thay thế? Còn dám nói dối? Chúng tôi nhìn rất rõ ràng, có xứng với người Tây Nhung không? Dám giả danh làm đại tướng, muốn bôi nhọ anh trai ta, sỉ nhục đại hạ, tại sao cô không giải thích? Ta nói mà, chiến công lẫy lừng, đại tướng quân uy trấn tám phương, sao có thể là một người phụ nữ? Không phải là chuyện huyền bí sao? Đúng vậy, thật là đáng trừng phạt, nếu chuyện này lan ra, thành trò cười của Nam Châu 10 vùng. Mọi người sao ngu si vậy, chẳng lẽ phụ nữ làm tướng, thật làm người ta khinh bỉ sao, còn mặt mũi hỏi. Bổn phận của phụ nữ là sinh con, tương phu dạy con, còn ngươi thì sao, ham công, ganh đua, cạnh tranh, nữ giả nam trà trộn vào doanh trại, cũng là tội lớn, hiện nay còn dám ngang nhiên, giả mạo đại tướng quân, không mau đến quỳ xuống nhận lỗi. Xin lỗi đại tướng quân, bảo ta quỳ xuống, hắn chịu nổi không? Anh trai ta để cứu ta, bị thương nặng chưa lành. Lại thêm vết thương mới, người không biết xấu hổ này, không biết ơn. Ngược lại còn liên tục, xúc phạm anh ấy. Rốt cuộc người đang nghĩ gì vậy? Người dân làng nhỏ, người có khẩu khí lớn thật, ta là vương tướng do hoàng đế phong. Chẳng lẽ, không chịu nổi một lần quỳ sao? Đời này ta chỉ có 3 lần quỳ. Một là quỳ hoàng đế, hai là quỳ cha mẹ, ba là linh hồn bảo vệ quốc gia. Còn ngươi, không xứng với đầu gối của ta, ngươi lại đây, đồ đàn bà chanh chua. Không biết trời cao đất dày, dám nói với đại tướng quân như vậy. Vậy ta nên nói thế nào? Ngươi dạy ta đi, đại tướng quân Nam Chinh Bắc Chiến. Thân xác chiến mã, mới đổi được thái bình thịnh thế. Ngươi, đàn bà không giữ đạo đức, làm ô uế doanh trại. Gặp đại tướng quân, phải quỳ 3 lần, lại 9 lần. Sao có thể ngông cuồng như vậy? Phải đấy, đại tướng quân bị thương nặng, vẫn có thể đứng ra cứu chúng ta, là đại anh hùng. Ngươi một người đàn bà thấp hèn. Sao có thể để ngươi mạo phạm? Đại tướng quân, là người của dân chúng đại hạ, thần chiến tranh trong lòng chúng ta, ngươi báng bổ thần thánh, dù có ngàn dao vạn lưỡi không đủ, đúng, chính xác. Đủ rồi. Tôi kém cỏi, xin ngài bình tĩnh, ngươi không phải là kém cỏi, hùng biện không ai so được với ngươi. Ngươi đạt được võ trạng nguyên, thật sự là quá uổng phí, xin lỗi,
tôi không hiểu, ngài có ý gì, các người có biết không, người đứng bên cạnh các người, thực ra là ai không? Cô ấy chính là, đại tướng quân đã đến, tôi không thể ra đón từ xa. Tôn đại nhân đây là... Ta là Tôn Chiết chỉ huy Vân Thành, xin kính chào đại tướng quân. Không cần đa lễ. Chỉ huy đại nhân, là người phụ nữ làng này, quấy rối tiệc cưới của tiểu thư, còn muốn ám sát đại tướng quân. Hóa ra là ngươi, gan lì, ngươi biết tội của mình không? Tôn đại nhân dựa vào lời nói một phía, đã muốn xét tội ta. Xin hỏi đây là luật pháp triều đại nào, luật pháp? Ở đây ta chính là luật pháp. Mọi thứ đều phải nghe theo ta. Kể cả mạng sống của ngươi, các chiến sĩ xông pha máu lửa, bảo vệ gia đình và tổ quốc, tam quan địa phương. Gánh vác trách nhiệm bảo vệ thành, lại còn giúp kẻ xấu, áp bức dân lành. Đây là luật pháp trong miệng ngươi, một người đàn bà lanh lợi, dám cãi lại ta, ta có nói sai không? Dám nói như vậy với quan thủ hộ, ta thấy ngươi chán sống rồi, quan tham ô như thế này, có bao nhiêu giết bấy nhiêu. Ngươi dám nói năng bậy bạ, trước mặt đại tướng quân. Không chỉ tội ngươi, thì ta còn đâu uy nghiêm, đại nhân. Con đàn bà ngỗ ngược này, xúc phạm anh trai ta, thật là to gan, ám sát sứ giả nước Tây Nhung. Hành động này không chỉ phá hủy quan hệ ngoại giao giữa hai nước, mà còn làm tổn hại đến danh tiếng của đại hạ. Đúng vậy, nếu tin đồn lan ra ngoài, thì ngũ cương thập vực sẽ nghĩ đại hạ không có người tài, đến mức để phụ nữ làm tướng. Đến lúc đó, uy nghiêm đại hạ còn đâu, lại có chuyện này sao? Ngươi chỉ là một phụ nữ thôn quê, dám làm ra những việc tay đình như vậy, người đâu, dừng tay. Tôn đại nhân, Tôn Chiết chỉ là một tiểu quan trấn giữ thành xa xôi, hắn bị người ta lừa gạt, nhầm gỗ rẻ làm ngọc quý, còn có thể thông cảm. Nhưng ngươi, Tôn Thái Úy, từng thấy dung nhan của đại tướng quân. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra, đâu là đại tướng quân thật sao? Hôm đó trong đại điện, bổn quan được gặp đại tướng quân, sao ta có thể quên được chứ? Đại tướng quân, lão thần xin cúi chào. Thái úy đại nhân, huynh trưởng ta bị trọng thương, không tiện đáp lễ, xin đại nhân thứ lỗi. Không sao, thương thế quan trọng. Chiết nhi, mau đi mời thầy thuốc. Vâng, thưa cha, sao thái úy không vạch trần hắn, thân phận của vệ nhất? Đại tướng quân, chuyện này. Tôn thái úy rõ ràng là cô ấy, Vương công công. Ngài đi đường vất vả, chắc đầu óc lẫn lộn rồi. Đại tướng quân, uy nghi dũng mãnh, là thiên tài. Đại tướng quân trong hàng nam nhi, là người nổi bật xuất chúng. Ta làm sao quên được chứ, Tôn thái úy, ta chỉ là một tiểu thái giám, thân phận thấp hèn, ngài có thể bịt miệng ta, nhưng ngài còn phải bịt miệng của trưởng công chúa nữa. Trưởng công chúa, Lạc An. Thưa tướng đại nhân, đây là nơi ngài và Hoa Chiêu từ nhỏ đã sống, khi trước ta rời đi, vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ, nhưng nhiều năm trôi qua nơi này không có gì thay đổi. Cô ấy à, hồi đó cô ấy là một cô gái giả trai, những đứa trẻ ở 10 dặm 8 làng đều đã từng bị cô ấy đánh đòn, thưa tướng đại nhân, cũng không ngoại lệ, không có. Báo cáo. Thưa công chúa, Tây Nhung sứ thần, đại náo tiệc phong tướng Trạng Nguyên, nghe nói đại tướng quân bị thương. Tăng tốc tiến hành, vâng. Tại sao công chúa lại đến đây? Tất nhiên để tìm đại tướng quân. Tôn thái úy ông lú lẫn rồi. Tôi cũng là mắt mờ tai lẫn, nhưng công chúa quả thực có đôi mắt tinh tường, nàng chắc chắn nhận ra đại tướng quân, Vương thái giám. Đúng là một người mắt mờ tai lẳng, ông đang nói về chính mình, hay đang nói về quan chức này đây, chẳng lẽ đại tướng quân là thật hay giả? Là nam hay nữ tôi cũng không phân biệt được sao? Làm sao Tôn đại nhân có thể mắt mờ được, dù đeo mặt nạ vẫn có thể nhận ra đối phương, biến hóa cũng không thể làm được. Sự sắc sảo này thực sự khiến tôi tự cảm thấy hổ thẹn. Cô đang châm chọc cái gì đây? Cẩn thận tôi sẽ cho người cắt lưỡi cô. Thái úy đại nhân mắt tinh tường, làm sao có thể không nhận ra đại tướng quân? Hơn nữa đại tướng quân uy nghi cũng không dễ dàng cho những kẻ thấp hèn có thể bắt chước. Lời này sai rồi, bắt chước cũng khá giống, chỉ là kỹ thuật sử dụng súng kém một chút. Đúng rồi, ta nhớ khi được phong tước, hoàng thượng dùng tinh cương huyền thiết
để chế tạo một cây giáo dài và ban tặng cho đại tướng quân, có thể lấy ra để chúng tôi xem được không? Hôm nay là ngày vui muội muội tôi, nên không mang theo. Không sao, có thể về lấy sau, chúng ta và các quan lại đều có thời gian, ở đây đợi ông, không vội. Tôi nghĩ trước tiên nên giải quyết người phụ nữ này, lấy giáo sau cũng không muộn. Trạng Nguyên Lang, việc này cứ để anh lo. Cảm ơn Thái Úy. Tôi sẽ không vì tư lợi mà bóp méo pháp luật. Hoa Triều. Đừng nói to quá, tôi nghe thấy được, cô không giữ gìn phận nữ, rối loạn doanh trại. Không coi luật pháp ra gì. Theo luật lệ triều đình, nên bị tru di tam tộc, kéo ra ngoài sảnh để hành hình. Hãy đến đây. Tôi xem ai dám động vào cô ấy, đại công chúa. Nô tỳ xin chào, đại công chúa. Bái kiến công chúa. Mạnh Dạn không mau quỳ xuống. Đây là đại công chúa điện hạ, ngay cả tướng quân cũng phải cúi đầu. Khinh thường hoàng tộc như thế này, là phải tru diệt chín tộc đó. Tự tìm cái chết, đừng lôi kéo chúng tôi. Đúng vậy. Cô ấy và tôi còn có họ hàng, anh là cái thá gì, bao giờ đến lượt anh chỉ trích cô ấy. Tôi là tân khoa võ Trạng Nguyên, Tần Kinh Mặc, người đàn bà hạ tiện này, cô ta không biết cao thấp, sự phản nghịch từ dưới lên, tôi sợ làm phiền đến hứng thú của ngài, nên mới hấp tấp xâm phạm đến ngài, mong ngài hãy bình tĩnh. Anh chính là Tần Kinh Mặc, hôn phu chưa cưới của Hoa Triều, đúng. Nhưng tôi đã chia tay với cô ta, hôm nay mọi hành động của cô ta không có liên quan gì đến tôi, điện hạ xin bình tĩnh. Ngay cả Hoàng Huynh cũng miễn lễ quỳ gối cho cô ấy. Con cháu Hoàng gia gặp cô ấy cũng phải cúi đầu. Bản cung không thấy mình bị uất ức, anh lại cảm thấy uất ức thay cho tôi, thế nào? Mọi người đứng dậy đi. Thị vệ nói cô bị thương. Cô thấy tôi bị thương không? Con đường này, cô thực sự là đại tướng quân trấn vệ. Không, điều này không thể nào. Cô làm sao lại đến đây, chỉ là ghé qua. Cùng xem quê hương của cô và thừa tướng đại nhân. Thừa tướng cũng là người Vân Thành. Các người còn là bạn cũ nữa. Khi chúng tôi đến thành ngoại, thị vệ nói rằng cô bị Tây Nhung sứ thần đánh bị thương. Người bị thương không phải tôi, mà là đại tướng quân. Ngươi là ai? Công chúa điện hạ, đi đường mệt mỏi, hãy đến phủ Dự An nghỉ ngơi một chút. Ngươi nói, ngươi là đại tướng quân Trấn Huy. Phi thần, bái kiến công chúa điện hạ. Vệ quân cấm vệ. Giữ hắn lại, gỡ mặt nạ trên mặt hắn ra. Để bản cung xem là ai to gan như vậy, dám giả làm đại tướng quân. Tôn Thái Úy. Tôi xem không rõ lắm, ông giúp tôi xem, hắn là đại tướng quân sao? Lão thần mắt mờ rồi. Người đâu, kéo hắn ra. Chém thành năm mảnh, lần sau nếu còn ai dám mạo danh đại tướng quân, sẽ nhận cái kết như thế. Dẫn đi, tiểu thư cứu tôi, tiểu thư. Hóa ra cô mới là người chủ mưu, Trang Nguyên người này là phu nhân của anh nghĩ nên xử lý thế nào? Công chúa xét đoán, những gì cô ta làm, tôi hoàn toàn không biết, dù cho có thêm 80 gan nữa, tôi cũng không dám, những chuyện phản nghịch không đạo đức, xin công chúa cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ lập tức chấm dứt mối quan hệ với cô ta. Tần Kinh Mặc. Công chúa, tôi không cố ý làm như vậy. Anh trai tôi bận công việc quân sự, không thể đến dự đám cưới của tôi. Tôi không muốn mất mặt, nên mới dùng kế này. Nhìn này. Đây là ngọc bội của anh trai tôi, là anh ấy trao tay cho tôi. Hoa Lăng, cô còn nhớ không, cuộc sống yên bình này là ai mang đến cho cô? Dĩ nhiên là anh trai tôi. Anh trai tôi đã 10 năm gắn bó với Bình Nghiệp, mới đổi được sự yên bình cho thiên hạ. Hoa Triều, cô định nói gì thế? Đừng tưởng rằng có công chúa che chở cho cô, tôi sẽ sợ cô. Miễn là anh trai tôi còn, anh ấy sẽ không bỏ mặc tôi, chết đến nơi còn cứng đầu. Kéo cô ta xuống đi, giống như tên tướng giả kia, xử tử hình. Cô không thể giết tôi, người phụ nữ này cũng giả mạo làm đại tướng quân, tại sao cô không xử lý cô ta? Bởi vì cô ấy chính là người cô nói đến. Gì cơ? Cô ấy là đại tướng quân. Đại tướng quân là một người phụ nữ. Điều này không thể tin được. Chỉ một mình cô ta. Các người muốn xử lý tôi sao? Cứ tự nhiên đi, dùng cho đùa hoang đường như thế này. Để xử lý tôi,
quả thực là chuyện cười của thiên hạ. Hôm nay tôi đứng đây, xem ai dám động vào tôi, nếu tôi thiếu một ngón tay, cẩn thận anh trai tôi sẽ không tha cho các người. Tiểu thư, nhìn cô ấy tự tin như vậy, có vẻ không phải là giả. Hãy quan sát xem sao. Vẻ đáng tin cậy, vẫn nên tha thứ cho người khác khi có thể. Tôn Thái Úy, khi nào ông trở nên từ bi như vậy, bản cung nhất định phải xử lý cô ta. Vệ binh. Cô không thể giết tôi là thân nhân của người Trung Nghĩa, cô không thể giết tôi, thả cô ta ra. Hoa Lăng, mạng của Hoa Hoành Xương, hạt chè, đừng dùng nó như thế. Hoa Triều, chờ chúng ta phá vòng vây, chúng ta kết nghĩa nhé. Được, tiến. Tin khẩn, Bách Kỵ đoàn Huyền Giáp đã phá vòng vây, chỉ có Hoa Hồng Xương, dụng thân làm mồi nhử, chúng mũi tên đau đớn, anh hùng tử trận, cái gì? Anh trai, anh khi nào sẽ trở về? Anh trai. Sau này nếu gặp khó khăn, nhớ mang ngọc bội đến tìm tôi. Ngọc bội. Ngọc bội của tôi, lời hứa ngày xưa giờ đây. Là thứ phản bội như thế này, cô không nên giữ nó. Hiếm khi cô đến, tôi có thể mời cô đến nhà tôi không? Tâm sự một chút. Dẫn đường. Cung tiễn công chúa điện hạ. Hãy bắt giữ họ. Tôi giữ nó vì có việc quan trọng. Đồ ăn đến rồi. Công chúa thủ tướng. Tôi đã chuẩn bị một số món ăn và rượu đơn sơ, mong hai vị đừng ngại. Tôi và Hoa Triều như chị em, bác trai không cần phải e ngại. Vâng, bác trai bác gái, đừng khách sáo, thủ tướng, cũng coi như trở về quê hương trong vinh quang, bác trai bác gái, còn nhận ra anh ấy không? Anh là đứa nhỏ nhà lão Ngô, đúng rồi. Chính xác, 15 năm không gặp. Hai bác khỏe không? Khỏe khỏe. Thời gian trôi qua thật nhanh, bây giờ anh cũng đang giữ chức cao, nhớ hồi anh rời đi. Chúng ta, đã tìm anh rất lâu. Không ngờ, tình cảm thời thơ ấu của hai người tốt đến vậy, không phải lúc nhỏ hai người. Có thể nói là không rời, gia đình chúng tôi còn suýt xếp đặt hôn sự. Mẹ, còn chuyện này nữa sao? Vậy bây giờ hai người, sao lại xa cách như vậy? Anh là một người của trời cao, tôi chỉ là người thua lỗ. Sao dám nhận mình quen biết, nói dối trắng trợn, rõ ràng không nhận ra tôi nhận ra cô ngay cái nhìn đầu tiên. Thừa tướng đã kết hôn chưa? Mẹ. Công chúa, tôi xin phép lui. Đi thôi. Hỏi xem có chuyện gì, nói nhỏ thôi có mất mặt không đấy. Một người đoan trang như ngọc, một người oai phong lẫm liệt, thực sự là một cặp trời sinh. Công chúa, đừng quên việc quan trọng. Suýt nữa là quên mất việc chính. Hoàng huynh lần này sai tôi đến đây, muốn cô quay lại kinh thành, tham dự tiệc đón tiếp Tây Nhung sứ thần. Hoa Triều, tình hình trong và ngoài triều đình đã thay đổi. Quả thực chữ viết của Hoa Triều. Nhìn có thể thấy đã bỏ ra rất nhiều công sức. Tôi có một kế. Nói đi, người này là em gái Hoa Hồng Xương Trung Lang tướng của Huyền Giáp. Sau khi Hoa Hồng Xương chết, Hoa Triều đã an bài cô ta. Và tìm người chăm sóc cuộc sống hàng ngày cô ta. Sau một thời gian dài như vậy, cô ta lại bắt đầu nảy sinh tư tưởng khác. Tại sao chúng ta không sử dụng chữ viết giả này để lẫn lộn thật giả? Kết tội cô ta, tội phản quốc và gây rối. Việc này cứ để ông xử lý. Tôi xin nhận mệnh. Người đâu hãy đưa cô ta xuống. Kinh Mặc cứu tôi. Đại nhân xin tha mạng, những gì cô ta đã làm, tôi hoàn toàn không hay biết. Ngươi loại chuột nhát làm sao xứng với cô ấy? Người này có liên quan sâu đậm với Hoa Triều. Tại sao không tận dụng hết sức mình? Đại nhân, xin ngài,
cho tôi một cơ hội nữa. Sau này tôi sẽ phục vụ như chó ngựa. Võ Trạng Nguyên, không cần hoảng sợ, sau này chỉ cần trung thành với điện hạ, nghe theo mọi mệnh lệnh, không chỉ cưới được con gái tướng quân, ngay cả công chúa cũng có thể cưới, không phải là không thể. Tôi nhất định sẽ không làm phụ kỳ vọng. Công tử xin hãy làm ơn. Xin hãy cho tôi một bữa ăn. Cảm ơn thưa cô. Cảm ơn. Khi trở về, tôi chưa từng thực sự nhìn ngắm. Sự thay đổi của quê hương, hôm nay nhìn lại mới thấu hiểu ý trong lời anh nói. Dường như thế giới bề ngoài yên bình, nhưng thực tế là sóng ngầm dâng trào. Là tôi không đủ tài không xứng đáng, đã phụ các tướng sĩ, đổi lấy chiến thắng. Hiện tại muốn làm cho thế giới yên ổn, ngoài anh ra còn ai, bắt đầu phát cháo. Đừng vội đến đây. Xếp hàng mỗi người đều có phần. Tiếp theo mời người tiếp theo. Cảm ơn thiếu gia. Tiếp theo mời người tiếp theo. Tiếp theo mời, người ta nói kẻ hư đốn quay đầu là bờ. Ai ngờ được, kẻ chơi bời số Mộ Vân Thành, cũng bắt đầu làm từ thiện. Thời đại này, người tốt dễ biến xấu khi có quyền lực. Kẻ xấu nếu tỉnh ngộ, cũng có thể trở thành Phật. Cút đi Làm gì thế, dọn hết những thứ này đi. Làm gì thế? Chuyện gì thế này, dọn hết những thứ này đi. Buông ra. Các người làm gì thế? Biến đi, cút, được lắm, dám cướp giữa ban ngày. Còn có luật pháp nữa không? Luật pháp của đại hạ, không hiệu quả với chúng ta. Luật pháp, ở đây chúng ta mới là luật pháp. Dám cản ta nữa, hôm nay ta sẽ chặt đầu các ngươi. Biến đi. Sao lại đánh nhau rồi này? Ta sẽ chiến đấu với các ngươi. Mẹ kiếp còn dám trả đũa. Mẹ kiếp dám đánh tao sao? Lại thêm một kẻ say rượu, hôm nay ta sẽ giết ngươi. Xem ai còn dám cản ta. Thạch Tráng Sĩ cẩn thận. Tốt đánh tốt lắm. Kỹ năng tốt. Người này có lẽ là chiến binh đã giải ngũ. Ai dám tụ tập gây rối? Nhanh, đưa hai vị đại nhân đến bệnh viện. Dám đánh sứ thần của ta, người thật to gan, người đâu bắt hắn lại cho ta. Tần Kinh Mặc không thể bắt hắn. Ta tưởng là ai, hóa ra là Lục Nhị Thiếu. Ta theo lệnh của đại tướng quân, tiếp đón sứ giả Tây Nhung sứ thần. Người dám cản ta, người Tây Nhung đại hạ ngang ngược, bắt nạt bách tính. Thạch Tráng Sĩ chỉ là thấy bất công trên đường, rút kiếm ra giúp. Người dựa vào cái gì để bắt hắn? Dựa vào cái gì? Chính là vì ta là võ tiến sĩ do hoàng thượng chỉ định. Dám cản ta, bắt luôn cả hắn đi. Lên. Các người làm gì thế? Buông ta ra. Cái gì mà võ tiến sĩ? Chỉ là một đám kẻ câu danh kỵ thực. Có bọn sâu mọt như các người, đất nước đại hạ của chúng ta. Xong rồi, còn dám nói lung tung. Đưa đi và trừng phạt nghiêm khắc. Thả họ ra. Hoa Triều. Ta không đến tìm cô. Cô tự mình tới đây, vô lễ, giả vờ nghiêm túc. Chỉ là... Còn dám kiêu ngạo như vậy, còn dám nói lời không kiêng nể, cẩn thận cái đầu của ngươi. Ta xem ai dám động vào nàng. Dám cả gan quyến rũ, nam sủng của công chúa. Nam sủng. Quan chức phải cẩn thận lời nói và hành động, cẩn thận tai họa từ miệng mà ra. Dạy dỗ ta, ngươi là cái gì? Chỉ là một kẻ lợi dụng phụ nữ để thăng tiến mà thôi. Còn tự cho mình là cái gì? Nước trong không có cá, người quá tiện không có đối thủ. Tiểu Bạch, nói lý với người như thế này, là vô ích. Tiểu Bạch, đang gọi tôi sao? Được thôi, trong chốn đông người mà còn tán tỉnh nhau,
liếc mắt đưa tình, thật là một cặp tình nhân không ra gì, dám xúc phạm đến ngài thừa tướng. Ngươi là thừa tướng sao? Ngươi là thừa tướng sao? Trương Lễ, hạ vũ khí xuống, đừng làm tổn thương người vô tội, ta thật sự đã xem thường ngươi. Bây giờ, ngay cả ngài thượng thư, cũng đã phải khuất phục dưới váy hoa của ngươi, quả thật là bẩm sinh dâm đãng. Trương Lễ. Ngươi thượng thư, đừng để bị người phụ nữ này lừa gạt, cô ta dâm đãng, không giữ gìn đạo đức, không biết đã qua bao nhiêu đàn ông. Một kẻ nông thôn bẩn thỉu như vậy, ở bên cạnh ngươi, chỉ làm ô uế phẩm cách cao quý. Kinh Mặc, ngươi đâu xứng với cô ấy. Buông họ ra. Nếu không đi, ta sẽ truy tố các người. Cô chờ đấy. Xem họ có thể bảo vệ cô được bao lâu. Nhìn cái gì, biến đi. Hoa Triều. Anh đã thành tài. Tôi cũng bị ảnh hưởng bởi cô. Cô, mặc dù là phụ nữ, vẫn có một tấm lòng quả cảm phục vụ tổ quốc. Tôi, là đàn ông, làm sao có thể chịu kém cạnh. À, những năm này, lúa gạo ở Vân Thành, phần lớn đã cung cấp cho quân đội. Dân chúng đau khổ liên miên. Tôi, Lùm Nhị, không có gì ngoài tiền, chỉ có thể giúp dân. Làm những điều này, cậu đã làm đủ rồi. Thủ tướng quá khen, anh là thừa tướng, đúng vậy. Tôi, Thạch Dũng, từng là bách phu trưởng giữ Thành Vân, cầu kiến thừa tướng đại nhân, tôi có oan khuất, xin thừa tướng giải quyết cho tôi. Mau đứng lên. Tôi tham gia dẹp loạn tại núi Bản Long, mất một cánh tay, không nhận được sự bố trí của phủ nha, cũng coi như xong, người vợ đang mang thai của tôi, đã đi đòi tiền trợ cấp cho tôi, nhưng lại bị viên thủ vệ đó, ra lệnh đánh đập tàn nhẫn, mẹ con cùng chết. Xin thừa tướng giải quyết cho tôi. Tham ô quân lương, coi thường mạng người, ai cho hắn cái gan đó, là người ba quyền cao chức trọng của hắn, tướng quân Tôn, nếu không có người này chống lưng cho họ, Tôn chết làm sao dám thông đồng, cẩn thận. Cô ấy vẫn mạnh mẽ như xưa, kỹ năng này, cô ấy là ai thế? Hoa Triều cẩn thận, không chào hỏi mà chạy là sao? Đó là lý do gì? Nói, ai sai ngươi đến đây? Đã tự sát bằng thuốc độc. Người Nhung, phía trước là Bắc Biên đe dọa. Phía sau là bầy sói Nhung rình rập. Hoa Triều, chúng ta phải trở về kinh thành. Kinh thành này thật là náo nhiệt, đó là điều hiển nhiên, ở nơi chúng ta, không thể so sánh được. Sau này con trai tôi, sẽ làm quan ở kinh thành này, Tân gia chúng ta, cuối cùng cũng có thể thăng tiến, công chúa trở về kinh thành, đừng chắn đường, tránh ra, tránh ra. Kiêu ngạo cái gì? Con trai tôi đó là vô địch võ lâm, tương lai sẽ cưới công chúa. Điên à? Đại tướng quân, đại tướng quân. Hắn ta là đại tướng quân thật sự. Tại sao lại có cảm giác quen thuộc? Con không cần tự ti. Trong mắt ba, con mạnh mẽ hơn họ nhiều. Đúng vậy. Ba yên tâm, bây giờ có sự hỗ trợ của ngài Thái úy. Tại buổi yến tiệc đón tiếp ngày mai, con chắc chắn sẽ thành công rực rỡ. Hai người chỉ cần chuẩn bị hưởng phúc thôi. Chúng ta sẽ trông cậy vào con. Đi thôi. Cả nhà này đều điên hết rồi. Đúng vậy. Ngài Thái úy, các ngài nói chuyện đi. Đây chính là Trạng Nguyên Võ do Hoàng thượng chỉ định. Hân hạnh, xin lỗi vì bất kính. Nghe nói lần yến tiệc quốc gia này là do Trạng Nguyên Võ phối hợp cùng Thái úy, cùng nhau chủ trì, thật đáng ngưỡng mộ. Nhờ có sự ưu ái của Thái úy, nếu không làm sao tôi có được cơ hội này. Phục vụ Hoàng thượng, Trạng Nguyên Tần quá khiêm tốn rồi. Chưa nhận chức quan mà đã có vận may này. Tương lai của cậu không thể đo lường được.
Ngài quá khen rồi, là võ trạng nguyên, chỉ mong ở bên cạnh đại tướng quân, có một chức quan nhỏ, là đã mãn nguyện rồi. Đại tướng quân với tài năng của ngài, còn có thể thay thế người khác. Cẩn thận lời nói. Anh ta là ai? Anh ta là hoàng thượng, em trai ruột của hoàng thượng, Vương Duệ. Vương Duệ. Người 3 tuổi đó, được gửi làm con tin đến Tây Vực, trưởng công chúa đến, thừa tướng đại nhân đến, đại tướng quân đến. Hoan nghênh trưởng công chúa. Miễn lễ. Hôm nay là dịp gì? Cô dám đến làm loạn? Anh có thể đến, tại sao tôi không thể? Tôi nhận lệnh của thái úy đại nhân, chủ trì tiệc tiếp đón sứ giả Tây Vực. Cô là kẻ hèn hạ, sao dám so với tôi? Cho cô một cơ hội, mau cút đi, nếu không cẩn thận cô sẽ chết tại chỗ. Hỗn láo, một tiểu tiến sĩ nhỏ bé. Dám hung hăng như vậy, trưởng công chúa, ngàn vạn lần đừng để bị người phụ nữ này lừa dối. Cô ta đã vào quân doanh từ năm 15 tuổi, làm việc trong quân sự, rèn luyện, nghệ thuật quyến rũ đàn ông, hiện tại còn trở thành người hầu giường của thừa tướng. Thật sự không xứng đáng xuất hiện trong ngày hôm nay. Tần Kinh Mặc, anh không đi kể chuyện, thật là uổng phí tài năng, im miệng lại, hôm nay là lần đầu tiên tôi ra mắt trước hoàng thượng, sao có thể để cô phá hoại, thưa tướng quân. Cô ta dám tự ý xông vào quốc yến, xin hãy xử tử hình xe tứ chi để răn đe. Võ Trạng Nguyên thật là uy quyền lớn quá, đại tướng quân của hoàng thượng nói giết là giết, không biết, còn tưởng rằng đại hạ đã đổi chủ. Thay Tần gia rồi, tôi bao giờ nói thế, Hoa Triều. Cô ấy là đại tướng quân. Không thể nào, đại tướng quân rõ ràng là người đàn ông, cô ta là một phụ nữ, làm sao có thể là tướng quân được. Thái úy đại nhân, ngài nói gì đi chứ? Hoa Triều thật là to gan, hôm nay là tiệc đón tiếp sứ giả Tây Nhung. Cô để lộ chân tướng, là muốn thông báo cho thiên hạ biết, chiến thần của đại hạ là một nữ nhân sao? Ngài đang nói về Hoa Chiêu. Hôm nay tới dự yến tiệc, là vị hôn thê của thừa tướng, Hoa Chiêu. Sao tôi lại không biết? Bây giờ biết cũng không muộn, thú vị thật. Hôm nay là quốc yến, trong dịp quan trọng thế này, không thể để ngươi ở đây giả điên giả ngốc. Hành động hôm nay, rõ ràng là có mưu đồ bất chính. Đúng vậy, nếu sứ thần nước Tây Nhung biết được rằng đại tướng quân trấn nguy của đại hạ là một nữ nhân, chẳng phải người khác sẽ cười sao? Người đâu? Đuổi cô gái này ra khỏi điện cho ta. Ông dám? Khi nào, triều đại đại hạ của ta, đến lượt Tôn đại nhân ra lệnh, Vương gia Duệ, những gì thần làm, đều vì đại hạ. Người phụ nữ này, cô ta không phải là một người phụ nữ an phận, giữ cô ta lại tất sẽ gây họa. Không biết, vị hôn thê của ta đã làm gì, khiến thái úy đại nhân có sự hiểu lầm lớn như vậy. Ta muốn hỏi ngược lại thừa tướng. Về bữa tiệc quốc yến quan trọng này, ngươi mang kẻ làm loạn triều đình này đến dự tiệc, có ý gì? Hoàng thượng giá lâm. Bái kiến hoàng thượng. Hoan nghênh hoàng thượng. Các khanh bình thân, tạ ơn hoàng thượng. Hôm nay đại tướng quân ăn mặc thật thanh lịch thoát tục. Hoàng thượng, ngài nhận nhầm người rồi. Dân nữ tên là Hoa Triều, không phải là đại tướng quân. Cô vẫn còn giận chấm vì đã thu hồi binh quyền của cô. Mất hết công lao của cô, đại tướng quân chỉ là một danh hiệu thôi mà. Sơn Hà vô sự. Tốt, thật tốt, một thời kỳ thái bình. Sơn Hà không biến động, tấm lòng của đại tướng quân rộng lớn lại làm cho các quan thần của chấm không khỏi mất đi tấm lòng rộng lượng của Nam Nhi. Hoàng thượng, những ngày này tướng quân đã vất vả rồi, đợi sau buổi tiệc, chấm nhất định sẽ có thưởng lớn. Hồi bẩm hoàng thượng, công lao này không chỉ do một mình thần. Nhờ có, Võ Trạng Nguyên đi cùng sứ thần, mới giúp thần tranh thủ được một ít thời gian để chuẩn bị quốc yến. Ngươi, chính là hôn phu của đại tướng quân. Đúng vậy, chỉ là một Võ Trạng Nguyên thôi, làm sao xứng với đại tướng quân của chấm. Theo lý mà nói, chấm nên phong thêm quan tước cho ngươi. Nhưng phong gì thì tốt đây? Phong làm nhất đẳng trung dũng hầu nhé. Thần tạ cảm ơn, chờ đã. Tướng quân có phải cảm thấy tước vị thấp quá? Bẩm hoàng thượng, hôn ước của thần với Tần Trạng Nguyên đã giải trừ từ lâu, hơn nữa anh ta cũng rõ ràng bày tỏ không muốn liên quan đến thần, vì vậy, đừng làm phiền anh ta thêm nữa, người không phải như vậy. Tôi bị ảnh hưởng bởi Hoa Lăng,
nên mới tự hôn với cô. Nếu không có sự xúi dục của cô ta, tôi đã không hiểu lầm cô. Hãy cho tôi thêm một cơ hội. Anh là người thông minh, chắc hẳn biết rằng nước đổ khó hốt lại. Cô là một cô gái, giả trai để vào quân doanh, một lần đi làm 10 năm. Khó tránh khỏi bị nghi ngờ, tôi cũng phạm phải, sai lầm mà phần lớn đàn ông đều mắc phải. Người trong sạch tự thanh minh, người dơ bẩn tự biết mình. Tôi chỉ hỏi anh một câu. Nếu tôi chỉ là hoa chiều, anh có còn xin lỗi tôi nữa không? Tôi, kẻ tiểu nhân như thế này, còn không bằng một phần vạn của thừa tướng, hoa chiều. Tại sao cô lại chọn anh ta? Có lẽ vào một số khoảnh khắc, tưởng chừng như gặp lại người cũ. Hoa chiều, tôi thực sự đã sai. Cho tôi thêm một cơ hội nữa. Lần này tôi sẽ rước cô về, bằng kiệu tám người khiêng, trống chiêng rộn ràng. Bây giờ thì đã quá muộn rồi. Anh như rác rưởi thế này, còn không xứng để xách giày. Ta đã hiểu rõ rồi. Tần Kinh Mặc. Ngươi thật không biết điều. Ngươi từ đâu mà có được danh hiệu võ tiến sĩ? Ngươi dám đối xử với cô ấy như thế? Ngươi đâu? Kéo hắn xuống, tước bỏ danh hiệu, đày đi lĩnh nam. Kéo hắn xuống, tước bỏ danh hiệu, đày đi lĩnh nam. Hoàng thượng, thần sai rồi. Tha thứ cho tôi biết sai rồi. Khải bẩm hoàng thượng, sứ thần Tây Vực đã có mặt ngoài điện, sao không đợi sau tiệc rồi xử lý hắn? Thôi được. Trước tiên kéo hắn ra, hoa chiều, cứu tôi. Trời gây họa còn có thể tha, người gây họa không thể sống. Tiệc yến, chính thức bắt đầu. Tuyên sứ thần nước Tây Nhung vào điện. Tham kiến hoàng thượng. To gan, gặp hoàng thượng sao không quỳ? Nước Tây Nhung bọn ta do trời lập ra, cao nhất vô thượng, không có thói quen quỳ lại hoàng đế nước khác. Hỗn sược, đại hạ ta là thiên triều, trong Nam Châu người vực, đều lấy đại hạ làm tôn, ngươi là man di lại dám ăn nói ngông cuồng, khinh thường hoàng thượng ta. Thôi được, chỉ là một đám man di mà thôi, có quy củ gì để theo chứ? Mau mau ngồi xuống, sứ thần nước Tây Dòng, mời ngồi. Không, vương của ta phái hai chúng ta đến đây. Việc thứ nhất, chúc mừng sinh nhật hoàng thượng. Vì thế, hoàng đế của ta đã chuẩn bị vài món quà. Trình lên. Trấn thiên lôi. Thần tí nỏ. Giáp xích. Cái gì, những thứ này đều là do thừa tướng của chúng ta đổ bao tâm huyết, cho thợ thủ công khéo léo, dùng 10 năm thời gian chế tạo ra vũ khí, các người làm sao xứng có? Chẳng lẽ nói đại hạ của ta có nội gián? Việc thứ hai là, hai nước chúng ta, 20 năm đình chiến đã đến kỳ, hạ hoàng muốn tiếp tục sống yên ổn, bình an vô sự, vậy thì đưa cho Tây Nhung quốc quốc, Tây Nhung quốc quốc không chừng còn có thể cho các ngươi 10 năm tu dưỡng. Đừng nghĩ rằng đánh cắp vũ khí, đại hạ sẽ sợ các ngươi. Đại hạ có đại tướng quân trấn thủ, khắp năm cõi 10 phương đều khiếp sợ, các ngươi không phục cứ việc đến chiến. Chỉ bằng cô ta, một người phụ nữ, đại hạ các ngươi, thật sự không có người nào sao? Cả một vương triều rộng lớn, không có ai có thể chiến đấu, đường đường bảy thước nam nhi, cũng không bằng một người phụ nữ, thật là nực cười chết mất. Trốn sau lưng một người phụ nữ, kéo dài hơi tàn, đại hạ như vậy thật sự không đáng nể, các ngươi ngông cuồng như vậy, chẳng lẽ không sợ Thiết Kỵ thiên triều, đạp bằng Tây Nhung quốc quốc, ngươi có phải đã quên rồi không? 20 năm trước, ai đã tấn công kinh đô của các ngươi, ép vua cũ phải bỏ chạy, nhượng lại 10 thành trì, cho Tây Nhung quốc, còn đưa thêm một con tin, mới tránh được họa diệt quốc, câm miệng. Ôi! Đồ con tin vô dụng, phải nói rằng, đại hạ quốc vẫn dưỡng người tốt hơn, nếu để vương thượng thấy, ngài ấy cũng không nhận ra, đây chính là con tin, bị nhốt trong chuồng chó năm xưa, muốn chết. Vừa hay tính cả thù mới lẫn thủ cũ. Bảo vệ hoàng thượng. Cẩu hoàng đế. Tiểu Bạch, nhị đệ, muốn giết người diệt khẩu, liều mạng với ngươi. Tiểu Bạch. Thì ra là ngươi. Không thể nào, hoa triều sẽ không làm như vậy đâu. Đại tướng quân xuất chinh Tây Nhung, lập công lớn, tuyệt đối không thể làm ra chuyện này.
Xin hoàng thượng minh xét, nếu không phải cô ta thì là ai? Xem ra Tần Kinh Mặc không nói sai. Thưa tướng đại nhân, ngài quả nhiên bị mê hoặc bởi con hồ ly tinh này. Cô ta muốn tiếp cận ngài, cô ta tiếp cận ngài chính là vì bản vẽ binh khí này. Tôn Khoát, ngươi đừng có nói bậy. Hoa Triều vì đại hạ lập nhiều công lao lớn, sao có thể để ngươi tùy tiện vu khống? Đây là một cây cung tốt, theo như công nghệ chắc chắn do thợ thủ công đại hạ chế tạo, chỉ có bản vẽ binh khí, không có công nghệ tinh xảo thì không thể chế tạo được. Ý của Khanh chính là những thứ này là của người Tây Nhung Quốc đã đánh cắp ở đại hạ. Thưa tướng, nếu ngài vẫn cứ che chở tên phản quốc này thì đừng trách lão thần không nể tình. Lão thần nói không phải là không có chứng cứ. Đưa người lên đây, là ngươi. Dân nữ Hoa Lăng bái kiến hoàng thượng. Là ngươi? Lạc Tân, nhận ra cô gái này sao? Bẩm hoàng huynh, cô gái này giả mạo em gái đại tướng quân, sau khi bị vạch trần không biết tung tích, không ngờ lại rơi vào tay Tôn Khoát. Khởi bẩm hoàng thượng, lão thần luôn lo lắng cho sự an nguy của đại hạ, khi đó thấy việc này không thỏa đáng nên đã giam giữ người này, không ngờ lại phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa. Hoa Lăng, ngươi hãy nói những gì ngươi biết, báo cáo đầu đuôi câu chuyện. Tâu hoàng thượng, anh trai thần kết nghĩa huynh đệ với Hoa Triều, trung lang tướng Doanh Huyền Giáp, Hoa Hồng Xương, chính là người dùng thân dụ địch, một vị tướng trung nghĩa bị trăm mũi tên xuyên tim, Hoa Hồng Xương. Đúng vậy, Hồng Xương và tên phản tặc này đều xuất thân từ Doanh Huyền Giáp, tên phản tặc này dưới sự trợ giúp của anh trai thần đã nhanh chóng thăng tiến, ngồi vào vị trí đại tướng quân. Nhưng hai người vốn rất thân thiết, không hiểu vì sao lại chia rẽ, anh trai thần bỗng dưng rơi vào tay địch, dùng thân hy sinh cho nước, cho đến khi thần phát hiện trong di vật của anh trai có một lá thư này. Hóa ra Hoa Triều luôn bí mật cấu kết với Tây Nhung, chuyển bản đồ phòng thủ của quân ta cho địch quốc. Khi bị anh trai thần phát hiện, đã lập mưu hại chết anh trai của thần. Xin hoàng thượng nghiêm trị nghịch tặc, hãy trả thù cho anh trai thần. Hoa Triều, người thật to gan. Hoàng huynh đừng nghe cô ta nói bậy, đó chỉ là kẻ lừa đảo. Ngươi tự xem đi. Đây có phải chữ viết của ngươi không? Phải, không thể nào, ngươi còn lời nào muốn nói không? Thần không còn gì để nói. Người đâu, Hoa Triều thông địch phản quốc, chứng cứ rõ ràng, giải vào ngục chết, hoàng thượng. Hoa Triều tuyệt đối không làm chuyện này, xin hoàng thượng minh xét. Tiểu Bạch, thưa tướng, Hoa Triều. Trưởng công chúa Lạc An, tránh ra cho ta. Điện hạ nghịch tặc này võ công cao cường, cẩn thận. Hoa Triều, ta đến cứu ngươi ra ngoài, tình hình của Tô Nhất Bạch sao rồi? Mũi tên có độc, thừa tướng đại nhân đang hôn mê, bây giờ việc cấp bách là phải cứu ngươi ra ngoài. Lạc An, nghe ta nói, ta tự có cách thoát thân, Tô Nhất Bạch, giao cho ngươi đấy, ta chờ ngươi. Ngài đã đến đây rồi, sao không vào nói chuyện? Mời điện hạ. Không hổ là đại tướng quân, quả nhiên nhạy bén. Không thể bằng điện hạ, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Kế hay đấy. Ngươi sớm biết là ta, ngày đó trên đại điện, điện hạ cố ý đẩy ta, mới để cho kẻ tàn nhẫn kia có cơ hội. Nếu nói điện hạ muốn giết vua, điều này có thể hiểu được, anh em cùng một mẹ. Một người đã trở thành con tin, một người trở thành hoàng đế. Ai mà chẳng cảm thấy bất công. Nhưng lo lắng nhất là đánh cháo người, gieo gió gặt bão. Ta nói đúng không, nhị hoàng tử của Tây Nhung Quốc? Quả là một đại tướng quân, quả là một Hoa Triều, thế gian làm sao có nữ tử như ngươi. Giới thiệu lại một lần nữa, ta là nhị hoàng tử của Tây Nhung Quốc, Gia Luật Trình Huy. Ta giả danh Triệu Trường Công, ẩn nấp tại đại hạ gần 10 năm, ngươi là người đầu tiên phát hiện thân phận của ta. Ta rất tò mò, ngươi nhận ra ta như thế nào? Điện hạ Vương Duệ, 3 tuổi vào Tây Nhung Quốc làm con tin, 13 tuổi mới trở về đại hạ, còn có nhu mẫu làm chứng. Ta và điện hạ chưa từng quen biết, làm sao có thể nhận ra? Nhưng ở Vân Thành, kẻ ám sát Thạch Dũng đó, chỉ qua một chiêu, ta liền nhận ra, hắn là thị vệ của ngươi. Thân vương đại hạ ta, sao lại dùng người Tây Nhung Quốc làm thị vệ?
thông minh. Đám ngu ngốc cố chấp của đại hạ, khiến Viên Ngọc bị phủ bụi. Sao ngươi không vứt bỏ họ, theo ta về Tây Nhung Quốc, đừng nói đại tướng quân, cả phi tử ngươi cũng có thể làm. Điện hạ không thể nào. Người phụ nữ thô tục như vậy, làm sao xứng làm phi tử? Ta nguyện dùng Giang Sơn để hỏi cưới, ngươi có nguyện trung thành với Tây Nhung Quốc không? Nhờ được yêu quý, mỗi gân cốt của Hoa Triều, đều do đại hạ tạo nên. Trừ khi nhổ tận gốc, rồi đúc lại, nhưng như vậy. Vẫn là Hoa Triều mà điện hạ muốn sao? To gan, ngươi đúng là đồ không biết điều. Điện hạ của ta để mắt đến ngươi, là phúc đức tám đời của ngươi đó. Loại phụ nữ như ngươi, ngay cả phục tùng điện hạ, làm tỳ nữa rửa chân cũng không xứng. Ta thật sự tò mò. Sao đại nhân tôn là người của đại hạ? Lại cúi đầu phục tùng Tây Nhung Quốc, chim khôn chọn cành mà đậu. Ngươi sao mà hiểu được, điện hạ? Nữ nhân này là mối họa lớn của Tây Nhung Quốc. Vì kế hoạch của chúng ta, vạn lần không thể giữ lại. Ta thật sự không nỡ giết ngươi, nhưng văn có Tô Nhất Bạch, võ có Hoa Triều. Nếu không diệt trừ hai người, Tây Nhung Quốc vĩnh viễn không có ngày hỏi đến Trung Nguyên. Tàn hại Trung Lương. Chưa mai hành quyết. Quan lớn giám sát hành quyết, người nào, trận thế lớn vậy, lại còn là nữ nhân, phạm tội gì chứ, Hoa Triều, Triều Nhi. Triều Nhi. Hoa Triều. Người cũng có ngày này, quỳ xuống. Tội phụ Hoa Triều quỳ xuống, Hoa Triều ta cả đời quang minh chính đại, chỉ có thể đứng chết, tuyệt đối không quỳ, tốt. Người đâu, đánh gãy chân cô ta cho ta, để xem cô ta có quỳ không. Phế vật. Hoa Triều. Ta biết ngươi võ nghệ cao cường, từ xưa đến nay, vua bảo thần chết, thần không thể không chết, hôm nay ngươi khó thoát khỏi kiếp nạn này, Triều Nhi. Cha, dám hỏi đại nhân, con ta phạm tội gì? Trấn nguy đại tướng quân Hoa Triều, giả nam giả nữ, lừa gạt vua, cấu kết ngoại tộc, hại người Trung Lương, hại nước hại dân, xóa tên, cách chức. Chém đầu thị chúng. Không thể, Triều Nhi. Sao đại tướng quân lại là phụ nữ? Đại tướng quân là phụ nữ, sao có thể được, thật là chuyện vô lý. Sao đại tướng quân lại là phụ nữ? Hoa Triều, ngươi đã lừa dân đại hạ, khiến họ khổ sở. Bách tính, người phụ nữ này che giấu thân phận, lẫn vào quân đội hơn 10 năm, dùng một số thủ đoạn tà môn, lại có thể lên đến vị trí đại tướng quân, đúng là mưu lược tính toán cạn kiệt. Lòng dạ độc ác, loại người như vậy, dù có bị ngàn đao vạn cắt, cũng khó giải mối hận trong lòng chúng ta. Kẻ sĩ có thể chết, không thể nhục, con ta Hoa Triều dù là nữ nhi. Nhưng từ nhỏ đã luyện võ, một lòng nhiệt huyết, tuyệt không thua kém nam nhi nào. Con ta Hoa Triều, ổn định quốc gia, hy sinh vì tổ quốc, không phải là thứ quan cháu ngươi, có thể phỉ báng như vậy, đúng, nói rất đúng. Nữ nhi thì sao, nữ nhi cũng có lòng yêu nước, đúng vậy, nếu không phải đại tướng quân dũng mãnh chiến đấu, liệu binh như thần, chúng ta đã sớm chết trận rồi, đúng. Đúng vậy, Hoa Triều giả nam nhi, thay cha tòng quân, đây là hiếu. Trung thành hết mực, tận tâm tận lực, đây là trung, người trung hiếu như vậy. Phải là gương mẫu của chúng ta, cũng xứng là chiến thần, đúng vậy, là nữ nhi thì sao chứ, nàng mãi mãi là, chiến thần trong lòng chúng ta, đúng vậy, đúng vậy. Một lũ người ngu dốt. Hoa Triều câu kết với địch. Bán đứng quân ta, đưa bản đồ bố phòng hãm hại Trung Lương, còn cố tình tiếp cận thừa tướng, kẻ phản bội đại nghịch bất đạo như vậy, không xứng để trở thành chiến thần của đại hạ, nói bậy. Trời đất chứng giám. Con ta trung quân ái quốc, sao có thể làm ra chuyện như thế? Triều Nhi, chứng cứ rõ ràng, không thể chối cãi, Hoa Triều. Ngươi còn gì để nói? Muốn buộc tội ai thì có gì khó? Ba khắc giữa trưa sắp đến. Không biết điện hạ bên đó đã thành công chưa? Điện hạ. Giết.
Hoàng thượng, đại sự không tốt rồi, Vương Duệ mang binh xông vào cung rồi, gian tặc. Ta đi lấy đầu hắn. Ôi công chúa điện hạ, người đừng gây thêm rối. Thừa tướng đại nhân đang hôn mê bất tỉnh, đại tướng quân ở pháp trường bị hành quyết, bây giờ phải làm sao đây? Hoàng thượng, chúng ta hãy mau chạy trốn thôi, không chiến mà chạy, bỏ mặc dân chúng đại hạ, không phải việc Triệu gia ta làm, còn rừng xanh không lo thiếu củi đốt. An mang thánh chỉ đến tìm Hoa Triều, thần muội nhất định trước giờ ngọ sẽ cứu được tướng quân. Vương Tiến Trung, thần đây dẫn công chúa rời đi bằng mật đạo. Tuân chỉ, hoàng huynh, đợi muội trở lại cứu huynh nhé. Công chúa mau. Hoàng thượng, đã đưa đi rồi. Hoàng thượng, vẫn còn lão nô đây. Bích Lạc Hoàng Tuyền, lão nô thể chết đi theo. Ha 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 ha. Tốt. Hoàng huynh, ngai vàng ngồi có còn vững chứ? Triều Nhi, trận Bản Dương Pha, đại tướng quân dẫn 800 kỵ binh nhẹ vào sâu trại địch, đốt trại, trận Yến Môn Quan, 30 vạn đại quân Bắc Cương vây thành, đại tướng quân nhận lệnh nguy cấp, cứu nguy tình thế, trận Hà Lan Sơn, đại tướng quân bị mắc kẹt trong trại địch, cùng các chiến binh tay không, phá đường máu, bản thân trúng nhiều mũi tên, ngươi nói với ta, đây là kẻ phản quốc thông địch, ta Thạch Dũng tuyệt không tin, ta cũng không tin. Các ngươi muốn tạo phản sao? Ta Hoa Triều tung hoành biên giới hơn 10 năm, ngẩng mặt không thẹn với trời. Đến chết mà còn ngông cuồng như vậy, đao phủ đâu, đang hành hình. Triều Nhi, thả đại tướng quân ra. Hoa Triều, nàng nhất định phải đợi ta. Đao phủ, nhanh chóng hành hình. Triều Nhi, đại tướng quân, xin lỗi ngài, thả đại tướng quân ra. Thả đại tướng quân ra. Hoa Triều, kẻ to gan, bảo vệ hoàng thượng. Triệu Trường Công, ngươi muốn tạo phản sao? Bảo vệ hoàng thượng. Hoàng huynh, ngôi rồng ngồi có vững không? Chấm có phải nên gọi ngươi là nhị hoàng tử Tây Nhung? Ha ha ha. Quả là đã xem thường ngươi. Chỉ tiếc là, bây giờ biết thì đã quá muộn. Các cánh tay đắc lực của ngươi đã bị ta chặt bỏ. Cho dù là Đại La Thần Tiên đến, cũng không cứu nổi. Giã Luật Trình Huy, ngươi vì bước cờ hôm nay, giả làm em trai ta, ẩn náu ở đại hạ suốt 10 năm. Thật là phí công tốn sức, biết thì tốt, còn không mau cút khỏi ngai vàng, cúi đầu nhận tội, thủ bị Vân Thành Tôn Chiết, Lưu Tố, Thị Lang Bộ Binh, Lễ Bộ Thượng Thư Lý Luật. Còn cả thái úy nhất phẩm đại hạ ta, đều trở thành quân cờ của Tây Dung các ngươi. Những thủ đoạn này của các ngươi, chấm không phải không đoán ra, nhưng chấm vẫn lựa chọn tin tưởng. Tin tưởng vào tình cảm vua ta, tình cảm huynh đệ giữa chấm và các ngươi. Nhưng các ngươi thì sao? Vẫn muốn phản? Thật đáng tiếc. Đáng tiếc gì? Điện hạ không cần nghe hắn hoang ngôn lộng ngữ. Hiện tại đại tướng quân Hoa Triều đã bị xử tử rồi. Thừa tướng Tô Nhất Bạch còn bị trúng độc hôn mê. Lúc này, còn ai có thể cứu họ? Họ chỉ là đang vùng vẫy trước khi chết mà thôi. Ha ha ha. Thiên cơ ẩm của người Tây Nhung, quả là lợi hại, có thể khiến người ta chết trong giấc ngủ. Nhưng làm sao các ngươi biết, Tô Nhất Bạch đã thật sự chết rồi. Anh ta không trúng độc, còn phải cảm ơn nhị hoàng tử, đã nương tay. Sao ngươi lại, sao lại không trúng độc đúng không? Các ngươi quên rồi à, khóa giáp là ai phát minh ra? Ngươi diễn kịch bị trúng tên ngã xuống. Sao? Chỉ có điện hạ được diễn kịch, ta không được diễn sao? Tô Nhất Bạch thật lợi hại, không hổ người xuất sắc ngàn năm, tể tướng trẻ tuổi nhất, ngưu lược như thần, trí tuệ yêu phàm, nếu như vậy, làm sao lại rơi vào cảnh ngộ hôm nay? Hừ, điện hạ nói đúng, hiện nay bọn họ chỉ là trận đấu của thú cùng đường, luận tài trí võ lược, hắn không bằng một phần vạn của điện hạ. Đúng vậy, ta bình thường rất ghét cái kiểu giả bộ làm ra vẻ của hắn. Chỉ là ngoài mạnh trong yếu, chỉ có bên ngoài thôi. Tô Nhất Bạch, bây giờ ngươi đầu hàng. Điện hạ còn có thể để ngươi toàn thây,
có lũ sâu mọt các ngươi làm loạn triều cương, đại hạ ta làm sao quốc thái dân an, lòng dân hướng về, đại thế đã định. Tô Nhất Bạch, ta nhớ ngươi là một kỳ tài ngàn năm có một, ban đầu ta đã cho Hoa Triều một cơ hội để quy phục, hôm nay ta lại hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có nguyện trung thành với Tây Nhung không? Ta sẽ ban cho ngươi chức vị cao, sau này hoàng nhi của ta đều có thể tôn ngươi làm á phụ. Quả thực hấp dẫn, nhưng mà xương máu của ta được rèn từ đại hạ, linh hồn của ta được tạo nên bởi đại hạ, cả đời ta Tô Nhất Bạch chỉ làm thần dân Hán, mỗi sợi gân xương của Hoa Triều đều do đại hạ tạo nên, trừ khi từng sợi gân bị nhổ bỏ và đúc lại từ đầu. Như vậy thì Hoa Triều còn là người điện hạ muốn không? Tên ngoan cố không biết điều, hiện nay Hoa Triều không còn, ngươi chỉ là một thư sinh yếu đuối, xem ai có thể cứu ngươi được. Đi chết đi, người của ta mà cũng dám động, ai cho các ngươi dũng khí? Người của ta mà cũng dám động, ai cho các ngươi dũng khí? Ngươi chưa chết, kẻ phạm phải đại hạ một ngày chưa trừ, sao dám diệt vong? Điều này không thể, giờ ngọ đã qua, ngươi lẽ ra phải bị xử tử rồi. Cha ta đâu, ông ta đã sớm trở thành vong hồn dưới tay ta rồi. Ngươi, ngươi giết ông ấy. Kẻ gian nịnh này không giết, ta giữ hắn để làm gì? Tất cả chuyện này là các ngươi diễn một vở kịch, không so được với nhị hoàng tử thông minh hơn người. Nhận, Hoa, không ngờ Tây Nhung lại bố trí như vậy, gia luật trình huy tiềm phục 10 năm, không biết trong triều đình phát triển được bao nhiêu tay chân, nếu lần này không thể bắt hết một mẻ, sẽ có hậu quả khôn lường, ngươi có chủ ý gì chưa? Lần này về kinh, vẫn phải làm phiền ngươi phối hợp ta diễn một vở kịch. Mau đến bảo vệ. Tần Kinh Mặc nói không sai. Thừa tướng đại nhân, ngài quả nhiên bị hồ ly tinh mê hoặc, muốn đến gần ngài chỉ để lấy bản đồ binh khí. Người đâu, Hoa Triều thông địch phản quốc, chứng cứ rõ ràng, lập tức áp giải vào ngục tử. Khiến ngươi ủy khuất rồi. Tốt tốt. Thật đặc sắc. Hai người phối hợp ăn ý, ta thực không nhận ra chút sơ hở, nhưng ta đã bố trí không ít binh mã quanh pháp trường, ngươi làm sao thoát ra được? Luận tài trí, không thể so với thừa tướng đại nhân. Về mưu lược, ta không thể so với nhị hoàng tử. Nhưng nói về binh pháp, ngoài ta thì còn ai? Đao phủ, nhanh chóng hành hình, Triều Nhi. Đại tướng quân, tôi xin lỗi. Tướng quân. Hoa Triều. Dám cướp tù, bắt hết cho ta. Tướng sĩ Doanh Huyền Giáp, bái kiến đại tướng quân. Miễn lễ. Phụng mệnh tướng quân, doanh trại Huyền Giáp, tất cả các tướng sĩ phục kích ở ba phương vị Đông, Nam, Bắc, khi quân Tây Nhung vào thành, sẽ bao vây từ trong. Một khắc, là bắt gọn bọn chúng. Tốt lắm, hóa ra đã chuẩn bị trước rồi. Chào mừng đại tướng quân trở về. Cha mẹ, là con không tốt, khiến cha mẹ sợ hãi, con mau đứng dậy đi. Thật là tài giỏi. Cha mẹ, con còn có chuyện quan trọng, khi trở về sẽ báo hiếu cha mẹ. Được, được. Đại tướng quân, đại tướng quân. Các tướng sĩ theo ta vào cung, tiêu diệt phản tặc. Đại tướng quân, đại tướng quân. Giết. Vậy nghĩa là hiện tại ta chẳng phải là cá trong chậu sao? Có thể nói như vậy, hoan nghênh điện hạ vào chậu. Ha ha ha, thật là giết người hại tâm mà. Nhưng thua ngươi không thiệt. Nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta sẽ cùng một phe. Trường công, kiếp sau chúng ta lại làm huynh đệ. Trường công.
thủ vệ Vân Thành, Tôn Chiết, thị lang bộ binh, Lưu Tố, thượng thư bộ lễ, Lý Luật, kết đảng mưu tư, thông đồng ngoại bang, lập tức xử lăng trì, chi di cửu tộc, hoàng thượng tha mạng. Trưởng công chúa điện hạ cứu giá có công, đặc phong làm hộ quốc trưởng công chúa, ban cho vạn hộ. Tạ hoàng thượng, lần này trừ khử phản tặc, tiêu diệt Tây Nhung gian tế. Thừa tướng và đại tướng quân công lao vô cùng, chỉ là một người đã là văn quan đứng đầu, một người đã là võ tướng đứng đầu, chấm nên ban thưởng thế nào đây? Hoàng huynh nên ban hôn cho họ, đây thực sự là điều hai người muốn sao? Thần Tô Nhất Bạch, ngưỡng mộ đại tướng quân đã lâu, mong hoàng thượng thành toàn. Ái khanh có điều chi, hoàng thượng, đại tướng quân và thừa tướng đại nhân, trung quân ái quốc cúc cung tận tụy, đều là điều ai cũng thấy, Lộ Giao chi mã lực, Nhật cửu kiến nhân tâm, hai người quyền thế lừng lẫy, thiên hạ văn nhân võ sĩ, đều nhìn vào hai người mà noi theo, hai người kết hợp sau này, chỉ sợ sinh ra lòng bất trung, đến lúc đó, giang sơn của hoàng thượng, sẽ nguy hiểm vô cùng, hai người các ngươi nghĩ sao? Thần nguyện từ chức thừa tướng, mãi mãi không vào triều. Ngươi nhìn ngươi kìa, ngươi vẫn là Tô Nhất Bạch, ngày xưa ý chí bậc nhất thiên hạ, ngươi có còn nhớ, lập tâm vì trời đất, lý tưởng vì dân lập mệnh không? Trời muốn mưa, ngươi muốn lấy chồng, không thể ép buộc. Đây là những gì ngươi học được trong quân doanh, hoàng thượng, thần nguyện cả đời trấn thủ biên cương, không cho tộc Man Di bước vào đại hạ nửa bước, cầu xin hoàng thượng, thành toàn cho phu thê chúng thần, xin hoàng thượng thành toàn, ngay cả xưng hô cũng thay đổi, chấm còn có thể làm gì? Nếu như có thời gian, trở về tham chấm. Tốt, tốt, tốt. Đại tướng quân. Hoàng thượng chúc mừng đại tướng quân và thừa tướng đại hôn, ban trang sức cho đại tướng. Thái hậu chúc mừng đại tướng và thừa tướng đại hôn, ban trang sức cho đại tướng. Trưởng công chúa chúc mừng đại tướng quân và thừa tướng đại hôn, ban trang sức cho đại tướng, quần thần đến chúc mừng đại tướng quân và thừa tướng, trăm năm hạnh phúc, trang bị thêm cho đại tướng quân, được, đại tướng quân. Cha mẹ, con gái xuất giá. Thật tốt đẹp. Phải chăm sóc bản thân thật tốt, tân nương lên kiệu thôi. Triều Nhi, khởi kiệu. Nào nào, phát kẹo mừng thôi, phát kẹo thôi. Kẹo mừng của tôi, nhanh cho tôi, của tôi. Ác giả ác báo. Kẻ hại nước cuối cùng cũng sẽ hại mình. Tốt tốt tốt. Nhất bái thiên địa. Thiên địa làm chứng, kết duyên tốt đẹp. Bái. Cúi lại cha mẹ, cầu mong mãi mãi hòa hợp. Con cháu đầy đàn, bái. Phu thê giao bái. Vợ chồng hòa hợp. Trăm năm hạnh phúc, bái. Lễ thành, lễ thành. Đưa vào động phòng. Báo. Quân Tây Nhung đại quân áp sát, mời đại tướng mau xuất quân, mang súng đây. Đợi ta trở về, sẽ trả chàng đêm động phòng hoa chúc. Ta chờ nàng trở về. Thừa tướng đại nhân, hạ quan xin cáo lui trước.
huynh đang làm gì vậy? Ta đang nhớ phu nhân của ta, phu nhân của huynh đi đâu rồi? Nàng đang ở Mạn Bắc ngàn dặm, giữ vững biên cương bảo vệ cho dân chúng, tại sao huynh không đi theo nàng? Chỉ quốc an dân, ta cũng có lãnh địa riêng, cần phải bảo vệ, thật đáng thương. Bông hoa này tặng huynh. Tỷ ấy bảo ta nói với huynh rằng, công tử hãy cười lên, người còn đẹp hơn hoa.